Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu bác một dòng xe đua Java Shiguro. Vâng, chiếc xe được trang bị một bộ group của Shimano Sora, khung nhôm siêu nhẹ và cả carbon, bộ khung khí đồng học các bác nhé. Vâng, khung dẹp. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc Java Shiguro. Chiếc xe có màu xanh, điểm nhấn là màu vàng chanh trên khung xe đây. Đây là một mẫu xe đua đến từ thương hiệu của Ý các bác nhé. Java là thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý và cũng rất nhiều tại cửa em, bán rất là chạy. Với dòng Java này thì chuyên sử dụng độc quyền thương hiệu DK, thương hiệu làm phụ tùng riêng của dòng Java các bác nhé. Như các bác thấy thì dòng Java Shiguro này có bộ khung khí động học, khung dẹp giúp cho xe lướt hơn và ít chịu ảnh hưởng của sức gió cản nhiều. Để lướt qua chi tiết chiếc xe, rất là dây âm sườn cao cấp, xe được đi dây âm sườn, khung hợp kim nhôm aluminum pro, khung siêu nhẹ. Cổng yên của DK, nguyên zin theo xe, yên của Shiguro Java luôn. Mai ơi bằng đạn. Và 8 tầng lip các bác nhé. 9 tầng lip. Xích và lip còn khá là mới. Đây là cối đổ. Bộ đề của Shimano Sora. Phanh 3 mảnh. Và xuống dưới đây thì các bác có thể thấy sẽ được trang bị đùi đĩa trục rỗng của Browill các bác nhé. Và đĩa của Shimano Sora đồng bộ theo xe. Hàng carbon. Thì bên trên đây thì phốt và ghi đông nguyên zin của DK các bác nhé. Vâng, xe được trang bị bộ tay lắp cao cấp của Shimano Sora, 9 tốc độ bên lip và 2 tốc độ bên đĩa cho xe 18 tốc độ. Và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Trên khung ghi có size 48. Giờ sẽ đo lên chi tiết. Size chính xác, size đứng của xe là size 48 các bác nhé. Và 53 là chiều ngang khung xe của các bác từ 1m6 đến 1m73 đi vừa chiếc xe này. Với 9 tầng lip và bộ group của Shimano Sora lên lip. Xuống lip rất tốt các bác nhé. Tiến tay phải mà đùi đĩa 2 tầng, gạt đĩa của Shimano Sora lên đĩa.
quay rất là bon, nó kêu. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Java Siguro, xe được trang bị cùng nhôm cả carbon và group của Shimano Sora. Xe được bán tại gần em mức giá 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác trẻ hết tiền và bảo 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi chia xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại gần em. Xin chào và hẹn gặp lại theo dõi video.